nghĩa Hán Việt là mê, trong đam mê, mê hoặc. Ngoài ra chúng ta có thêm một nghĩa nữa là lạc, trong lạc đường. Từ này có thể là danh từ, cũng có thể là động từ. Nhìn vào các bạn cũng có thể thấy dùng phương pháp hình thanh, nó mượn âm thanh của bộ mễ, mỉ, nghĩa là dạo ha. Và bên trái chúng ta thêm bộ quai xước, nghĩa là chợt bước đi, chợt dừng lại. Vậy khi các bạn đam mê một cái gì đó thì chúng ta sẽ đem bán hết gạo ở nhà đi. Và chúng ta cần bước đi rất là dài để có thể đạt được và theo đuổi cái niềm đam mê đó. Kết hợp bộ mễ, bộ quai xước, các bạn được từ mỉ. Cách dùng đầu tiên, danh từ cộng mỉ, thì các bạn có thể dịch là mê một người, mê một cái gì đó ha. Chẳng hạn như mình là người mê âm nhạc. Âm nhạc là duyên duệ. Vậy mê âm nhạc, người mê âm nhạc sẽ là duyên duệ mỉ. Cái câu 我是个音乐迷. Cái câu 我是个音乐迷. Vậy người mê bóng đá 我是个足球迷. 我是个足球迷. Và với nghĩa lạc, trong lạc đường, thì các bạn có đường là lụ, lạc đường, mỉ lụ. Vậy mình lạc đường rồi, 我迷路了, 我迷路了. Quang, quang nghĩa Hán Việt là quang. Và từ này có nhiều nghĩa khác nhau. Và từ này các bạn gặp trong từ quang phản, nghĩa là đĩa CD, DVD. Cách dùng đầu tiên, các bạn để quang đứng trước danh từ, chúng ta sẽ dịch là chỉ hoặc là riêng một cái gì đó. Mình là người mê âm nhạc, chỉ riêng về đĩa CD á, thì đã có cả trăm cái rồi. Vậy thì trường hợp này chúng ta sẽ dùng đến quang, và danh từ ở đây chính là CD. 我是个音乐迷, 光 CD 就有好几百张呢. 我是个音乐迷, 光 CD 就有好几百张呢. À, ở đây các bạn thấy ha, chúng ta có vài trăm là chí bại. Vài trăm cái, chúng ta có lượng từ đối với đĩa CD là trang. Vậy vài trăm cái chúng ta có là chí bại trang. Vậy để nhấn mạnh về số lượng nhiều, như lúc nãy các bạn có ha, chúng ta sẽ dùng với hậu ở phía trước. Vậy có tới cả trăm cái, chúng ta dùng hảo chí bại trang. Vậy các bạn đọc lại nha. 我是个音乐迷, 光 CD 就有好几百张呢. 我是个音乐迷, 光 CD 就有好几百张呢. 光 cộng động từ thì chúng ta cũng dịch là chỉ, lúc này nó nghĩa tương đương với từ chỉ. Vậy anh ấy chỉ ăn mà không làm. 他光吃 不做，他光吃不做. 许许 nghĩa Hán Việt là hứa. Chẳng hạn A Tên hứa thì các bạn cũng có thể dùng từ này ha. Chẳng hạn như hứa Khải, các bạn cũng dùng từ này. Nghĩa tiếng Việt là có lẽ, có thể, thì bao gồm bộ ngô nghĩa là nói, và âm ngọ nghĩa là giờ ngọ. Và hôm nay các bạn học từ dễ xử. Dễ xử nghĩa là có lẽ, có thể. Mình rất thích âm nhạc. Có lẽ là thích hơn bạn. Vậy thì ở đây các bạn nhớ ha, thích hơn chúng ta lại dùng đến cấu trúc so sánh hơn với bị. Và ở đây muốn nhấn mạnh là càng thích hơn bạn, thì các bạn có thể thêm phó từ cần ngay trước động từ. 我很喜欢音乐, 也许比你更喜欢. 我很喜欢音乐, 也许比你更喜欢. Anh ấy có lẽ là bệnh rồi. 他也许病了。他也许病了。曲曲 nghĩa Hán Việt là khúc, trong ca khúc, nhạc khúc. Ta có cơ chữ. Cơ chữ nghĩa là ca khúc, bài hát. Từ cơ này nghĩa là ca, mà các bạn đã gặp trong từ chẳng cơ nghĩa là hát ha. Vậy cơ chữ nghĩa là ca khúc. Miếng chữ, miếng chữ nghĩa là bài hát nổi tiếng. Dầu miếng nghĩa là nổi tiếng. Vậy từ miếng chữ chính là dầu miếng, từ cơ chữ, ca khúc nổi tiếng. Vậy chúng ta có dạng đơn giản sẽ là miếng chữ. Lưu xính,
Liễu xứng nghĩa là lưu hành, thịnh hành. Bạn có thích nhạc thịnh hành không? Nhạc thịnh hành thì ở đây chúng ta có là nhạc pop ha. Vậy chúng ta có nhạc thịnh hành, ca khúc thịnh hành sẽ là liễu xứng cơ chỉ. Liễu xứng cơ chỉ. Ní sĩ khoan liễu xứng cơ chỉ má. Ní sĩ khoan liễu xứng cơ chỉ má. Bạn thấy ca từ hoặc là lời bài hát ha của nhạc pop viết thế nào? Nhạc pop, ca khúc nhạc pop là liễu xứng cơ chỉ. Vậy ca từ lời bài hát chúng ta có ca trong ca khúc là cưa, từ là chữ. Vậy ca từ lời bài hát cưa chữ ta được nǐ jue de liǔ xíng ge qǐ de ge zi xie de zěnme yāng. Nǐ jue de liǔ xíng ge qǐ de ge zi xie de zěnme yāng. Shì jiè, shì jiè nghĩa là thế giới. Chúng ta có từ shì nghĩa Hán Việt là thế, trong thế giới thế hệ. Các bạn có thế giới là shì jiè như ở đây ha. Shì rén là thế nhân, người đời. Jiè nghĩa Hán Việt là giới, trong giới hạn ranh giới. Phía trên các bạn có bộ điên nghĩa là ruộng, và phía dưới nó mượn âm thanh của từ chia, nghĩa Hán Việt là giới luôn. Mà các bạn dùng từ giới này với nghĩa là giới thiệu, chia sao. Vậy khi các bạn thêm bộ điên ở phía trên thì chúng ta sẽ dùng từ này trong nghĩa giới hạn, thế giới, ranh giới. Vậy thế giới, sư chia. Mình rất thích nghe nhạc nổi tiếng thế giới. Chúng ta có nhạc nổi tiếng, ca khúc nổi tiếng là miễn trị. Vậy ca khúc nổi tiếng thế giới, sư giả miễn trị. Wo hen xi huan ting sư giả miễn trị. Wo hen xi huan ting sư giả miễn trị. Cú điển yên yue. Cú điển yên yue. Các bạn có từ cổ điển nghĩa là cổ điển, nó dùng chính nghĩa Hán Việt của từ này luôn ha. Vậy thì nhạc cổ điển, cổ điển yên yue, hiện đại là hiện tại, hiện đại là hiện tại. Hiện tại cũng là nghĩa Hán Việt luôn. Vậy nhạc hiện đại, hiện tại yên yue, hiện tại yên yue. Vậy các bạn có nhạc cổ điển, cổ điển yên yue, nhạc hiện đại, hiện tại yên yue. Bạn thích nhạc cổ điển hay là nhạc hiện đại? Hay là trong câu hỏi các bạn dùng hải sư. Ní sĩ khoan cổ điển yên yue hải sư sĩ khoan hiện tại yên yue. Ní sĩ khoan cổ điển yên yue hải sư sĩ khoan hiện tại yên yue. Mình thích nhạc cổ điển, thích nghe bài hát nổi tiếng thế giới. Chúng ta có mẫu câu này để trả lời câu hỏi phía trên nha. 我喜欢古典音乐，喜欢听世界名曲。我喜欢古典音乐，喜欢听世界名曲。 Còn thích nghe nhạc danh ca nữa, các bạn có danh ca cũng là nghĩa Hán Việt luôn. Miễn trong từ rảnh miễn bị nhân danh tệ. Vậy danh ca, miễn cưa, miễn cưa. Và còn thích nữa thì chúng ta dùng đến phó từ hải. Hải sĩ khoan thiên miễn cưa. Hải sĩ khoan thiên miễn cưa. Mình thấy ca từ lời bài hát của nhạc thịnh hành viết không hay bằng nhạc danh ca. Không bằng, vậy chúng ta dùng đến mỹ dỗ. 我觉得 liễu xỉn cơ chỉ tơ cơ chữ mỹ dỗ miễn cưa sĩ tơ hảo. 我觉得流行歌曲的歌词没有民歌写得好. Có vài ca khúc thịnh hành mà lời bài hát viết cũng hay, cũng không tệ. Không tệ chúng ta dùng bù xuộ. Và có vài dầu xia. Dầu xia lưu xính cơ chỉ tơ cơ chữ hải sư bù xuộ tờ. Dầu xia lưu xính cơ chỉ tơ cơ chữ hải sư bù xuộ tờ. Giáo yuán. Giáo yuán nghĩa là xa xôi, xa thẳm. Giáo nghĩa là xa. Chúng ta có phía trên là bộ trảo nghĩa là móng vuốt. Hôm nay chúng ta học thêm bộ phẩu nghĩa là đồ xanh. Và chúng ta thêm bên trái bộ hoa xước nữa thì chúng ta sẽ được từ giáo nghĩa là xa.
Doạn, nghĩa Hán Việt là viễn, cũng có nghĩa là xa luôn. Vậy giáo doạn nghĩa là xa xôi, xa thẳm. Vậy trong bài chúng ta có từ ở nơi xa xôi đó. Zài nào giáo doạn tà tì phẳng. Zài nào giáo doạn tà tì phẳng. Quá khứ xa xôi, chúng ta có quá khứ là quá khứ. Giáo doạn tà quá khứ. Giáo doạn tà quá khứ. Và vậy là chúng ta đã học xong phần từ vựng. Đối với bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ học thêm một số mẫu câu. Chẳng hạn như khi mà các bạn cảm thấy là cái điều gì đó mình không dễ nói ra, không biết nói như thế nào, thì chúng ta có cách diễn đạt là nói như thế nào ở nhỉ. Chúng ta sẽ dùng 怎么说呢? 怎么说呢? Mẫu câu mấy năm nay, mấy năm gần đây, các bạn dùng 这几年, 这几年. Nghĩa nó tương đương với 最近几年. Và chúng ta đến với câu cảm thán. Cách để biểu đạt cảm thán đầu tiên chính là dùng thai, tranh và cộng với tính từ. Lúc này chúng ta dùng để biểu thị cảm thán. Và các bạn nhớ là chúng ta không dùng để miêu tả khách quan. Chẳng hạn các bạn có phong cảnh ở đây thật là đẹp, thì lúc này các bạn diễn đạt cảm thán của mình, chúng ta dùng đến tranh hoặc là thai. 这的风景真漂亮. 这的风景真漂亮. Anh ấy là một giáo viên tốt. Vậy trong trường hợp này chúng ta dùng để miêu tả khách quan thì các bạn không được dùng trên, mà lúc này chúng ta có thể thay thế bằng cách chúng ta dùng hẳn. 他是个很好的老师. 他是一个很好的老师. Trường hợp thứ hai chúng ta có thể dùng với mẫu câu hảo tính từ. Và chúng ta có thể thêm a trợ từ ngữ khí phía sau ha, hoặc là tua tính từ a. Chẳng hạn trời hôm nay đẹp biết bao, đẹp làm sao. 今天天气多好啊. 今天天气多好啊. Hoặc là công viên này đẹp làm sao. 这个公园好漂亮啊. 这个公园好漂亮啊. Vậy là chúng ta đã học xong phần từ vựng và một số mẫu câu. Và bây giờ mời các bạn cùng đến với phần hội thoại. Đi yi ke. Wo bi ni geng xi huan yin yue. Yi, ke wen. Yi, Beijing bi Shanghai da ba. Tian Fang, Shanghai zenme yang? 我想坐火车去上海旅行。上海很好，这几年变化很大。今年暑假，我还在那儿玩了一个多月呢。我的一个同学家就在上海。上海比北京大吧？不。 上海没有北京大，不过人口比北京多。上海是中国人口最多的城市，这几年增加了不少新建筑，上海比过去变得更漂亮了。上海的公园有北京的多吗？ 上海的公园没有北京的多，也没有北京的公园这么大。上海的冬天是不是比北京暖和一点？上海不一定比北京暖和。可是我看天气预报，上海的气温比北京高得多。是。 上海的气温比北京高好几度，不过因为屋子里没有暖气，所以感觉还没有北京暖和。上海人家里没有暖气？一般的家庭没有，不过旅馆和饭店里有。二。 我比你更喜欢音乐。王老师，你喜欢音乐吗？
喜欢呐、啊，我是个音乐迷，光 CD 就有好几百张呢。我也很喜欢音乐，也许比你更喜欢。你喜欢古典音乐，还是喜欢现代音乐？我喜欢古典音乐，喜欢听世界名曲，还喜欢听民歌。我也喜欢古典音乐，你喜欢流行歌曲吗？怎么说呢？可能没有你们年轻人那么喜欢。我觉得流行歌曲的歌词没有民歌写得好。有些流行歌曲的歌词写得还是不错的，可是我还是觉得民歌的歌词好。你听咱们的民歌，在那遥远的地方，写得多好。二，生词，变化，暑假，还，比，人口，最，城市，增加，建筑，过去，变，更，漂亮，冬天，暖和，可是，暖气，天气，预报，气温，高，度，屋子，感觉，家庭，旅馆，饭店，谜，光，也许，古典，现代，世界，名曲，民歌，流行，歌曲，年轻，歌词，有些，遥远。Mời các bạn đọc hội thoại với mình. 第一课，我比你更喜欢音乐。一，北京比上海大吧？田芳，上海怎么样？丁峰，上海怎么样？我想坐火车去上海旅行。Mình muốn đi tàu lửa đi Thượng Hải du lịch. 上海很好。这几年变化很大。Những năm gần đây, thay đổi rất là lớn, rất là nhiều. 今年暑假, 我还在那儿玩了一个多月呢。Kỳ nghỉ hè năm nay, mình còn ở đó chơi hơn một tháng. 我的一个同学家就在上海。Nhà một người bạn học của mình ở Thượng Hải. 上海比北京大吧? Thượng Hải lớn hơn Bắc Kinh chứ? 不。Không, Shang Hải mấy dụ Bắc Kinh ta. Thượng Hải không lớn bằng Bắc Kinh. Bù qua, rỉnh khẩu bí Bắc Kinh tua. Có điều, nhưng nhân khẩu số người thì nhiều hơn Bắc Kinh. Shang Hải sư Trung Quốc rỉnh khẩu duy tua tờ trần sư. Thượng Hải là thành phố mà dân số đông nhất Trung Quốc. Trưa chỉ nén, những năm nay, chân giá lỡ bù sảo xin giàn trụ, tăng lên không ít kiến trúc mới. Shang Hải bị qua trì, biên tở cần phiêu lèng lỡ. Thượng Hải so với quá khứ, so với trước đây thì thay đổi càng đẹp hơn. Shang Hải tới công viên, dấu bảy chiến thật tố mà. Công viên ở Thượng Hải thì có nhiều như ở Bắc Kinh không? Có nhiều bằng ở Bắc Kinh không? Shang Hải tới công viên, mấy dấu bảy chiến thật tố.
Công viên ở Thượng Hải thì không nhiều bằng ở Bắc Kinh. Về mấy ở Bắc Kinh thì công viên trên mà tả cũng không có lớn như là công viên Bắc Kinh. Sang Hải tôi tôn thiên, sư bử sư bí Bắc Kinh nón khoa y tiỏ. Mùa đông ở Thượng Hải có phải là ấm áp hơn một chút so với Bắc Kinh không? Sang Hải bù y tiên bí Bắc Kinh nón khoa. Thượng Hải thì không chắc là ấm áp hơn so với Bắc Kinh. Khở sư nhưng mà, khở sư tan sư đều có nghĩa là nhưng mà nha các bạn. Wǒ kàn tiān qì yù bǎo, mình xem dự báo thời tiết, Shang Hải de qì guān bǐ Bèi Jīng gào de duō, nhiệt độ không khí của Thượng Hải thì cao hơn rất là nhiều so với Bắc Kinh. Shì fǎi, Shang Hải de qì guān bǐ Bèi Jīng gào hǎo jǐ duō. Nhiệt độ không khí của Thượng Hải thì cao tới vài độ so với Bắc Kinh. Bù guò, yīn wèi wǔ zì lǐ měi you nuǎn qì, suǒ yǐ càn jué hái měi you Bèi Jīng nuǎn huā. Có điều là nhưng mà vì trong phòng không có mấy lò sưởi, không có lò sưởi nên cảm thấy là không ấm áp bằng Bắc Kinh. Shāng Hài rén jiā lǐ měi you nuǎn qì, nhà ở Thượng Hải không có lò sưởi à? Yì bān de jiā tíng měi you, những gia đình bình thường thì không có. Bù guò, lǔ guǎn hě fàn diàn lǐ you, nhưng mà ở khách sạn nè, ở quán ăn thì có. Er, wǒ bǐ nǐ gèng xíxuān yīnyuè. Lǐn lǎo shì hě wǎng lǎo shì zài tǎn yīnyuè. Thầy Lâm và thầy Vương đang nói về âm nhạc. Wǎng lǎo shì, nǐ xíxuān yīnyuè ma? Thầy Vương, thầy có thích nghe nhạc không? Xíxuān à, thích. Wǒ shì gè yīnyuè mǐ, mình là một người mê âm nhạc. Còn CD, chú yǒu hǎo jǐ bǎi zhāng nè. Riêng về CD á, thì đã có vài trăm cái rồi. Wǒ yě hěn xíxuān yīnyuè, yě xù bǐ nǐ gèng xíxuān. Mình cũng rất là thích âm nhạc, có lẽ là càng thích hơn so với bạn. Nǐ xíxuān cú điển yīnyuè, hái rì xíxuān xiān tài yīnyuè. Bạn thích nhạc cổ điển hay là nhạc hiện đại? Wǒ xíxuān cú điển yīnyuè, xíxuān tīng shì jiè míng qǔ, hái xíxuān tīng míng gē. Mình thích là nhạc cổ điển, thích nghe những bài hát nổi tiếng thế giới và cũng thích nghe nhạc dân ca. Wǒ yě xíxuān cú điển yīnyuè, mình cũng thích nghe nhạc cổ điển. Nǐ xíxuān liú xíng gē qǔ ma? Bạn có thích những ca khúc nhạc pop, nhạc thịnh hành không? Zěn me shuō nè, nói sao nhỉ? Kě néng měi you nǐ men niànqīng rén nà me xíxuān. Có lẽ là không có thích như những người trẻ các bạn. Wǒ jiě de liú xíng gē qǔ de gē cí měi you míng gē xiě de hǎo. Mình thấy lời của những ca khúc nhạc pop thì không có viết hay bằng dân ca. Yǒu xiě liú xíng gē qǔ de gē cí xiě de hái shì bù cuò de. Ca từ lời bài hát của một số bài nhạc pop, ca khúc nhạc pop thì viết cũng ok, cũng không tệ. Hě shì, nhưng mà, wǒ hái shì jiě de míng gē de gē cí hǎo, nhưng mà mình vẫn thấy lời bài hát của nhạc dân ca thì hay. Nǐ tīng zǎn men de míng gē, bạn nghe bài hát dân ca của chúng ta. Zài nǎ yǎo yuán de dì fǎng, ở nơi xa xôi đó. Xiě de duō hǎo, viết hay biết bao. Và bài học đến đây là hết rồi. Mình hy vọng video này hữu ích với các bạn. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn nút like, subscribe đăng ký bên dưới để đón xem những video mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn.